Ngài Thiên Quốc, Ngài thống trị muôn loài. Từ đầu cuộc sang thế, tận mãi cho đến hôm nay, các con trai được Ngài dẫn dắt vượt bao gian lao và những khó khăn thăng trầm. Giờ sống trong ánh sáng của Ngài an vui. Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua? Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay? Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tâm lòng cho Ngài chứ? Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng? Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua? Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay? Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tâm lòng cho Ngài chứ? Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng? Mọi người dâng Ngài những điều tốt nhất, còn một số hối tiếc vì ngu dại. Họ ghét bản thân vì những mưu cầu sai lầm của hôm qua. Nhìn thấy những thứ Sa-tan là điều kỳ diệu nơi Đức Chúa Trời. Họ đã có Đức Chúa Trời trong tim, vì công tác của Ngài đã xong. Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua? Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay? Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tâm lòng cho Ngài chứ? Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng? Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua? Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay? Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tâm lòng cho Ngài chứ? Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng?